Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ sáu, ngày 3 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các ngành địa phương về vấn đề thu gom, vận chuyển rác thải. Bộ Trạch tăng cường các biện pháp diệt chuột bảo vệ lúa hè thu 2018. Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 3 tháng 8, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh thành trong cả nước về thực hiện chỉ thị số 45 ngày 13 tháng 12 năm 2017 về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu trong khai thác bất hợp pháp, không thông báo và không theo quy định. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam bởi Việt Nam chưa kiểm soát được hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Công tác quản lý nghề cá Việt Nam chưa tương đồng với quản lý nghề cá khu vực và thế giới, đặc biệt chưa đáp ứng được các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hải sản khai thác của Ủy ban châu Âu. Ngay sau khi Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ vàng, với sự nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, Việt Nam đã cơ bản nội luật hóa các quy định của quốc tế và khu vực về chống khai thác IUU trong luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan. Tình hình tàu cá vi phạm vùng biển của các nước quốc đảo Thái Bình Dương hầu như chấm dứt. Đã có 22 trên 28 tỉnh thành phố ven biển thành lập văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá tại 48 cảng trọng điểm. Tuy nhiên, tính từ ngày 23 tháng 10 năm 2017 đến nay vẫn còn 44 vụ với 75 tàu cá và 482 ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Nhiều hạn chế về khung pháp lý về tổ chức thực thi đã ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình thực hiện chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ. Theo kế hoạch, tháng 1 năm 2019, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ quay lại kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Vì vậy, từ đây đến cuối năm, Việt Nam cần tập trung khắc phục hạn chế và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào châu Âu. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, thời gian tới cần quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị để Ủy ban châu Âu gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam. Hướng tới mục tiêu lâu dài là chấn chỉnh hoạt động khai thác hải sản phát triển một cách bền vững. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân 28 tỉnh thành phố ven biển trực thuộc trung ương phải quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung xử lý nghiêm đối với tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm soát tàu cá xuất bến và kiểm soát tàu cá tại cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản cập bến theo quy định, thực hiện nghiêm công tác ghi nhật ký khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, trong đó ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng. Do đó, phải tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ để phát triển kinh tế ven biển, gắn với đào tạo nghề cho người dân vùng ven biển để chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho người dân, từ đó giảm áp lực cho việc khai thác hải sản. Sáng nay ngày 3 tháng 8, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các ngành địa phương về thu gom, vận chuyển rác thải cho dự án nhà máy phân loại xử lý rác thải sản xuất bioga và phân bón khoáng hữu cơ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Dự án Việt Nam. Dự án nhà máy phân loại xử lý rác thải sản xuất bioga và phân bón khoáng hữu cơ do Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Dự án Việt Nam đầu tư xây dựng tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch với tổng diện tích 9 ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên 1.300 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của nhà máy với 4 dây chuyền sản xuất chính gồm dây chuyền phân loại rác thải sinh hoạt công suất 245 tấn một ngày, 2 dây chuyền bioga sản xuất khí ga phát điện 3 MW, dây chuyền nhiệt phân sản xuất khí ga phát điện có công suất 2,5 MW. Dây chuyền sản xuất phân bón khoáng hữu cơ có công suất 10.000 tấn một năm. Đến nay, sau khi Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Dự án Việt Nam hoàn thành dự thảo kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt,
Sở Xây dựng đã làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn, các sở ngành liên quan và đã thống nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Dự án Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy và chỉ nhận rác tại trạm cân của nhà máy. Các huyện thị xã tổ chức thu gom rác từ nơi phát sinh và vận chuyển đến nhà máy. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn như người dân còn thiếu ý thức về phân loại và thu gom rác thải, một số địa phương thiếu kinh phí, thiếu phương tiện vận chuyển. Mức phí xử lý rác thải do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định còn thấp nên không đủ cho việc chi phí nhân công thu gom triệt để rác thải. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Dự án Việt Nam trong việc triển khai thực hiện dự án nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ, góp phần xử lý khối lượng rác thải lớn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia thu gom, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường, duy trì và tăng dần số lần thu gom rác thải trong tháng, đặc biệt tại khu vực đô thị, khu vực đông dân cư. Đối với các mức phí hỗ trợ cho các địa phương, doanh nghiệp trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, Sở Tài chính cần khẩn trương tham mưu cho tỉnh để điều chỉnh mức giá phù hợp, hỗ trợ các địa phương trong việc mua sắm các phương tiện vận chuyển, phân bổ kinh phí môi trường hàng năm cho các địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang cũng đề nghị các sở ngành liên quan tập trung thực hiện một số công việc cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời hoàn thành các đề án liên quan đến công tác thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường trong thời gian sớm nhất. Huyện Bố Trạch vừa tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018. Dự lễ bế mạc có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bố Trạch năm 2018 với 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ. Nhờ được chuẩn bị chú đáo và tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng nên đợt diễn tập đã diễn ra thành công, đảm bảo đúng mục đích yêu cầu đã đặt ra. Thông qua đợt diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, chất lượng tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các ban ngành, mặt trận đoàn thể các cấp và nhân dân trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, chủ động phòng chống làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, tổ chức chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, sẵn sàng đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiều nay, Ban Quản lý Dự án Dân Chấm Điểm M-Score đã tổ chức buổi làm việc để thống nhất cách thức triển khai thực hiện dự án M-Score y tế tại các bệnh viện. Với những kết quả tích cực sau 2 năm triển khai dự án Dân Chấm Điểm M-Score trong lĩnh vực hành chính công, theo cơ chế một cửa ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng M-Score vào lĩnh vực y tế. Trên cơ sở kể thừa phương pháp luận khoa học và kinh nghiệm từ việc triển khai vận hành dự án Dân Chấm Điểm trong lĩnh vực hành chính công theo cơ chế một cửa cấp huyện để áp dụng vào lĩnh vực y tế. Nội dung khảo sát, phỏng vấn sự hài lòng của người dân chủ yếu liên quan đến thời gian chờ đợi làm các thủ tục đăng ký cũng như quy trình khám chữa bệnh, về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế, về cơ sở vật chất cũng như tiếp cận ý kiến đóng góp của người dân trong quá trình khám chữa bệnh. Hình thức đánh giá khảo sát thông qua 2 phương pháp, đó là đánh giá nóng trên hệ thống máy tính bảng đặt tại các cơ sở y tế và phỏng vấn người dân qua điện thoại. Từ đó nhằm thu thập ý kiến đánh giá về chất lượng dịch vụ của người dân tại các bệnh viện, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ y tế và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện. Sáng nay ngày 3 tháng 8, Hội Luật gia Quảng Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình hiện có trên 1.600 hội viên. Từ đầu năm đến nay, các huyện hội, chi hội luật gia cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân. Các luật gia đã nghiên cứu, góp ý kiến trên 90 dự án, văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành trung ương và của địa phương. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, xử lý vi phạm hành chính, năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, hội viên và đại diện lãnh đạo xã, phường, thị trấn, công chức địa chính, tư pháp hộ tịch,
công an xã và các tổ viên tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức hội đã thực hiện tư vấn pháp luật hơn 720 vụ việc cho hơn 1.200 lượt người, trợ giúp pháp lý hơn 570 vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư, chính sách hộ nghèo, về chế độ cho người có công, giải trình về hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, hoạt động kinh doanh, an toàn thực phẩm và các lĩnh vực dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời thảo luận thông qua báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hôm qua ngày 2 tháng 8 năm 2018, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, nhờ triển khai kịp thời các phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn nên huyện Quảng Trạch không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 2 và số 10, nên các địa phương trên địa bàn huyện thiệt hại nặng nề về tài sản gần 820 tỷ đồng. Để triển khai tổ công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2018, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị địa phương chủ động lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần, đảm bảo ứng cứu kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Chủ động sửa chữa cả công trình thủy lợi, giao thông, cả công trình phúc lợi, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, cần có các phương án di dời dân ở các vùng thấp trũng, vùng sạt lở, phấn đấu giảm thiệt hại về người và tài sản xuống mức thấp nhất. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, có sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt, đường sông, Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến thủy hải sản, vật liệu xây dựng, năng lượng điện. Những năm qua, Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất của Việt Nam, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Với chủ đề Hợp tác và phát triển bền vững, Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ có trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Đây là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Quảng Bình. Dự kiến số dự án được cấp phép đầu tư ký cam kết thực hiện tại hội nghị sẽ đạt trên dưới 3 tỷ USD, tương đương trên 66.000 tỷ đồng Việt Nam. Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ góp phần khẳng định thương hiệu Quảng Bình là điểm đến đầu tư hấp dẫn, qua đó tạo ra các lợi thế vượt trội của Quảng Bình, trong đó phát huy các giá trị xanh, tăng trưởng xanh đối với kinh tế của tỉnh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Trạch tăng cường các biện pháp diệt chuột bảo vệ lúa hè thu 2018. Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt. Chiều nay ngày 3 tháng 8 tại thành phố Đồng Hới, Hội hữu nghị Việt Đức tỉnh Quảng Bình và Văn phòng tổ chức Frickfix Ibers Stiftung tại Hà Nội đã tổ chức tọa đàm phát triển du lịch bền vững, định hướng của tỉnh Quảng Bình và kinh nghiệm từ các nước châu Âu. Quảng Bình xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là trái tim du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động du lịch cũng có thể đe dọa đến hệ sinh thái phong phú, đa dạng cùng với cảnh quan thiên nhiên, các di tích lịch sử và các giá trị văn hóa đặc trưng của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Do đó, phát triển du lịch phải bảo tồn tính nguyên vẹn của thiên nhiên và các di tích văn hóa lịch sử là một yêu cầu đã được đặt ra. Tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch đã giới thiệu tiềm năng và lợi thế của ngành du lịch Quảng Bình và các chương trình xúc tiến kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch của tỉnh. Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về bức tranh toàn cảnh và định hướng phát triển du lịch của tỉnh. Nội dung phát triển du lịch bền vững, đặc biệt, các đại biểu được nghe chuyên gia đến từ châu Âu chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển du lịch bền vững của một số nước phát triển. Từ đó, các đại biểu cũng đã gợi mở một số mô hình du lịch có tính bền vững cao có thể áp dụng tại tỉnh Quảng Bình.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn lồng ghép giới vào kế hoạch của các sở ban ngành địa phương. Đây là chương trình nằm trong dự án nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao nhận thức bình đẳng giới trong sản xuất kinh tế nông nghiệp, thay đổi nhận thức, tăng cường thực hành bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng. Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức về giới được nêu trong các văn bản luật, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, một số kỹ năng cơ bản về phân tích giới, thực hành lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kế hoạch thực hiện đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thông qua đợt tập huấn, giúp cho các học viên vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt để áp dụng có hiệu quả vào công tác lập kế hoạch của cơ quan, đơn vị địa phương mình. Đồng thời, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, giúp họ có cơ hội phát huy, phát triển và hưởng thụ, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong kinh doanh nông nghiệp. Sáng nay ngày 3 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tiếp nhận phương tiện tránh thai do tổ chức DKT International Việt Nam hỗ trợ. Tổ chức DKT International Việt Nam là tổ chức tiếp thị xã hội, được lập ra với mục tiêu kế hoạch hóa gia đình thông qua tiếp thị xã hội để người dân được tiếp cận với các phương tiện tránh thai chất lượng cao như bao cao su, thuốc tránh thai, vòng tránh thai. Tổ chức này có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, đã thực hiện nhiều chương trình giúp đỡ người dân Việt Nam tăng cường nhận thức về tình dục an toàn. Hiện nay, tổ chức DKT International Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bộ Y tế giai đoạn 2017-2021 trong lĩnh vực tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Đợt này, tổ chức DKT International Việt Nam thông qua Sở Nội vụ Quảng Bình cung cấp miễn phí các phương tiện tránh thai, gồm 720 hộp bao cao su OK, 6.000 vòng tránh thai, 3.000 vị thuốc tránh thai khẩn cấp Nutroy với tổng trị giá trên 106 triệu đồng. Tất cả các sản phẩm được hỗ trợ đều có thương hiệu từ Mỹ và đã qua kiểm định chất lượng. Vừa qua, đại diện công ty cổ phần Tổng công ty Sông Danh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và ban biên tập chuyên mục Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho gia đình cháu Đăng Kiệt ở thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, là nhân vật trong chuyên mục Kết nối yêu thương số 17. Sau khi chuyên mục Kết nối yêu thương số 17 về hoàn cảnh bé Đăng Kiệt được phát sóng trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, công ty cổ phần Tổng công ty Sông Danh đã hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ thùng hàng gia đình và các vật dụng thiết yếu trị giá 1 triệu đồng. Ban biên tập chuyên mục Kết nối yêu thương cũng đã trao số tiền 500.000 đồng của anh Phan Xuân Hải, chủ cơ sở hải sản Minh Xích, ủng hộ cho gia đình bé Đăng Kiệt. Sự quan tâm hỗ trợ của các nhà hảo tâm, của các mạnh thường quân đã chia sẻ phần nào gánh nặng về kinh tế của gia đình bé Đăng Kiệt, động viên em tiếp tục đến trường, chăm ngoan học giỏi. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác. Hiện nay lúa hè thu trà đầu đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng, trà sau đẻ nhánh rộ, sinh trưởng và phát triển bình thường. Đây là thời điểm chuột đang tập trung di chuyển ra ruộng đào hang trú ngụ và gây hại lúa. Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch đang tập trung chỉ đạo các đơn vị địa phương tích cực triển khai các biện pháp diệt chuột. Hiện nay, toàn huyện có khoảng 145 ha lúa bị chuột gây hại, tỷ lệ gây hại trung bình từ 2 đến 3%, nơi cao từ 5 đến 7%, cục bộ 10 đến 15%. Nhiều nhất ở các xã Đại Trạch, Hưng Trạch, Vạn Trạch, Bắc Trạch, Tây Trạch, Trung Trạch, Phủ Trạch, Sơn Lộc. Dự báo thời gian tới, chuột sẽ phát sinh và gây hại nặng trên diện rộng, làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng lúa. Để hạn chế thiệt hại do chuột gây ra, huyện Bố Trạch đã yêu cầu các địa phương tích cực chỉ đạo nông dân diệt chuột, trong đó tăng cường tuyên truyền, huy động nhiều lực lượng tổ chức phòng trừ chuột đồng loạt và trên diện rộng, sử dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp, trong đó chú trọng biện pháp thủ công như tổ chức đào bắt, đặt bẫy, dùng lưới hoặc nylon bao quanh ruộng, ngăn chuột di chuyển vào ruộng. Ngoài ra, có thể cho phép sử dụng một số loại thuốc diệt chuột trong danh mục cho phép. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, hàng ngàn hộ dân ở xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch hiện đang phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn để sinh hoạt. Để có nước sạch, người dân phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua nước sạch sử dụng hàng ngày. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đã hơn 20 năm nay, gia đình bà Hoàng Thị Quyết ở xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch phải sử dụng nguồn nước giếng đã bị nhiễm phèn, nhiễm mặn để sinh hoạt. Để có nước sạch, gia đình bà Quyết phải chắt chiu từng giọt nước mưa như thế này, đồng thời bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua nước sạch phục vụ cuộc sống hàng ngày. Từ mình chưa về đấy, mà 20 năm nó toàn là cái dùng cái giếng này đi, dùng giếng này là căn bệnh phèn này đấy, không phải dùng nữa đó.
Bây giờ rải thì đôi khi lương nó ăn. Nếu còn nước sinh hoạt mà đầy đủ thì bác phải đi mua nước sạch. Nước sạch của họ bán có bình 2.000. 2 bình 4.000 là cứ mua về là chung một ngày 2 bình cả nấu ăn cả uống á. Cũng như gia đình bà Quyết, gần 1.000 hộ dân ở xã Canh Hòa đều không còn nước sạch để sử dụng. Mặc dù bà con đã đầu tư khoan giếng, xây bể lọc để tìm nguồn nước sạch, nhưng đều không sử dụng được do bị nhiễm phèn quá nặng. Người dân nơi đây đành phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh này để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Nói chung là nước ở đấy thì gọi như là bên tôi cũng dùng được, nấu nướng được, rồi là phèn rồi cuối cùng là thì đi mua nước ngoài về uống. Nếu như mà dùng nước bẩn thì càng ngày càng bệnh tật càng nhiều, nên đời sống của dân rất là vất vả. Riêng Cảnh Hòa đây nguồn nước để sinh hoạt cho bà con là có gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái nguồn nước thủy sinh nó không có. Thứ hai nữa là để cho bà con có một cái dự án để mà làm cái nguồn nước sạch thì là hiện nay tất cả các cái nguồn của nhà dự án của nhà nước là chưa được đầu tư đảm bảo hợp vệ sinh thì cũng yêu cầu là các cấp cũng quan tâm đầu tư các dự án. Việc phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Do đó, các cấp, các ngành tỉnh Quảng Bình cần có giải pháp cụ thể để giúp người dân nơi đây sớm có nguồn nước sạch để sử dụng. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.